Xét xiang gặp hit hit. Có pan gặp hit bên mình, như vậy là quân rất cân trận này. Đây là bài của Minoan. Ăn món gì ạ? Móng tôi nấu sau là cái gì? Món móng tôi nấu sau là cái gì? Là em cũng chưa ăn bao giờ anh ạ. Đây là Hitty đến từ game thủ màu 5. Em thì nói thật là em cũng chỉ chẳng thích ăn gì cả. Tại vì mình yêu chó nên là mình chỉ thích ăn thịt chó thôi. Đây là Minoan của thủ Valop. Xiang đây, cho ta xem Xiang đầu cánh đi. Không, hai xem trong cánh. Cho xem Xiang của Xuân Thứ. Mông tôi nấu xấu ạ. Ăn cho nó mát à không? Em phải thích ăn cái đồ nóng, người máu lạnh. Thành ra là không thích ăn đồ mát nữa. Ad luôn em nhá. Ad luôn, rồi ok, cho nó hút một phát được. Hút là hút hai phát luôn. Không có một phát thôi. Rồi ok, như vậy là đã câu được con voi này về. Nót rau. Người lại không thích ăn rau. Mình yêu động vật lắm, đặc biệt là con chó. Có điều kiện thì mình đã làm một vài con về để nuôi rồi, nhưng mà không điều kiện lên chiều nào cũng phải ra quán làm một đôi đĩa. Ăn dần bao cho đủ một con, ví dụ ngày thì ăn cái đầu, ngày ăn cái cổ, sau ăn cái vai, sau ăn cái chân, ăn cái đuôi nữa, bộ lòng, tí lòng rồi, rượu mận, sao chuối. Các kiểu, nói chung là đợi và ăn đủ một con thì thôi. Thì một tháng mới không ăn nữa. Tháng sau lại ăn lại từ đầu. Và đây dâng là cao dành cho game thủ Xuân Thứ. Nhớ là quân bạn có 2 hit 1 ban nhá. Các bạn đừng nói là quân này quân kia. Hãy nhìn quân của bạn đi. 3 người 6%, 1 người 7%. Có người bị chết dân ở đây. Chết dân hay là sắc hiêu. Thứ ba là thấy cái hóa thạch đây, nhưng khả năng cao là đồ bạn chết dân chứ không phải là hiêu như tôi nghĩ. Sắc dân với sắc hiêu nó giống nhau không nhỉ? Homeless.
không? Một luôn, vừa đóng A xong. Bàn kích 11-10 đến từ game thủ màu 1, chim sẻ. Chim sẻ cộng dân. Bài cũng rất khỏe, chim sẻ 3 sắc voi. Bầy hươu ăn chung S. Mất 5 dân đến từ game thủ chim sẻ. Xi măng đấy. Giải quyết luôn. Cho bái quả kìa xi măng ơi, đó đích bo bái quả kìa. À qua cùng rào luôn, cho đồ bạn bo cho mất lực đi. Cho nó bo xong nó không ăn được, nó mới mất lực không làm được cái gì cả. Thế là vừa mất gỗ vừa mất thực chất luôn, không cần cùng rào. Không cần cùng rào, màu 4 chết luôn rồi. Ăn nó có giò mình, nhưng thế bằng giò bằng con cùng rào. Hai con lạc đà bên nhà chính à. Ok. Vâng, chết thêm một tuần dân nữa đi từ game thủ màu 4. Có hai đeo thế này. Bên tuần vàng, vàng. Rồi ok. Đang sang nhá. Có thấy cái gì đâu. Cắt cho vào lớp 2 lạc đà rồi bác cũng ra đi thi đấu với nhà màu 4. Chị Bang đang chém. Đấy đúng rồi, đừng đấy thôi, đừng đấy đẹp rồi. Máy cũng sân thứ. Ồ, như vậy là bỏ sót nhà Pan đầu cánh. Bao nhiêu vẫn chưa mất gì cả. Ban anh chém thủ. Xi măng. Màu 3, màu 5 cũng khá nhiều lạc đà đấy, khả năng không công được ngay màu 1 đâu. Phải tụ dân quân để đẩy nhà màu 1 trước. À đẩy nhà màu 3 trước ở trong góc chưa anh ơi. Ban bài khung nhà. Nó chưa nhiều lạc đà này nhưng mà lát nữa nó sẽ khỏe đấy. Đây là công nhà Pan trước hay hơn. Pan nhìn chưa lên giáp. Có hai quản xi măng. Tham Lai thì hiện tại mình đang hơi có xu hướng đi lên. Xuân Thứ đây, Tham Lai vẫn đang là 28. Đang đi cung đoàn đến từ game thủ màu màu 1. Nhưng mà ba là bài đánh có nhà anh ơi, Thứ dần dần nó sẽ không khỏe vòng 3 được đâu. Thứ đang là bị chăn dân ngược dần rồi đấy. Xi măng đang chơi được dân màu 2. Có lẽ màu 2 cũng đá mất tham nhiều rồi. Trong đó thì Van Lớp đang đánh với bài cung A thủ của mình. Riêng Hoàng Mai Nhi thì hiện tại tham anh đã là 48 rồi và đang có xu hướng muốn đẩy vào nhà màu 3. Vào đi và cùng là Xuân Thứ ơi. Rất đông lạc đà màu 3. Chỉ cần đợi Thứ tới thôi. Thứ đang tới. Chuẩn bị đấu luôn tên này. Đà dí vào luôn anh ơi. Chặt có 2. Máy của game thủ Xuân Thứ đây rồi. Thứ thì là muốn bắt cùng đầu vào 1. Vâng, Thứ đang cản mặt tốt hơn so với game thủ 3.
8 cân, một to. Đảo cả lạc đà phía trước dưới này nữa. Đúng rồi, đảo hai mặt luôn. Chúng ta đang có thế đẹp hơn. Tham Lai càng đánh càng này lên. Một pha này tốt của hai game thủ Hoàng Nhi và Xuân Thứ. Mặt dưới đấy anh ơi. Có hai khá đông quân đấy. Và lớp phải lên giáp đi. Tham của Hoàng Mai Nhi sẽ hơi khó để cứu nhà của 35 dành cho chim sẻ. Vâng, trong lúc này thì game thủ như vẫn đang muốn dí với nhà đồ bạn. Dí liên tục, còn ba lớp đang đỡ nhà, đồ bạn đang dí với nhà ba lớp. Rất đông quân của đồ bạn. Vẫn ra đảo luôn, vẫn ra đảo luôn. Đúng rồi, vẩy ghe này thì đồ bạn sẽ khó để đảo hơn. Con chén sẽ bị rắc. Rất hay, chén đồ bạn chết hết luôn. Đấy, một vài pha giải trước mặt rất hợp lý. Còn Hoàng Mai Nhi hiện tại thì Tham Lai là 70. 4 4 chưa giết hẳn. Nhưng mà yếu không phát triển được. Dành cho 14 em quân. Tham thì mình đang hơi đè. 49 dân đến từ chim sẻ. Nhiều hơn dân hơn so với Hoàng Mai Nhi. Đứng một thế đẹp, thế này đâu bạn sẽ không làm gì được. Họ sẽ không làm gì được cái thế này. Họ đang muốn dí lên lát mình ra mình chặn đầu luôn, bắt luôn đồ bạn. Thứ vẫn đang có lạc đà ở đây, không sợ đồ bạn dí. Bá về mà 4 giờ như là muốn tạt xanh cánh của Hoàng Mai Nhi. Tham càng đánh càng đè lên. 4 đang ở nhà Thứ. Máy của bạn lớp. Họ là 2 hit TTA. 4 bay nhà rồi. Đốt nhà đi, đốt nhà đi, đốt nhanh. Xuân Thứ đây đang đấu quân nhà của Hoàng Mai Nhi. Một tôn rất đông quân của Hoàng Mai Nhi đang đấu sai lầm thế này. Rất sai lầm cho các bạn. Đi đấu quân ngay ở nhà Hoàng Mai Nhi rất liều. Họ cây có 1-4 sang bên này. Họ cây 1-4. Lừa 4-3 để bắt 1-4 trước. Bắt 1-4 trước tên này đã. 4 nhà ốp luôn, 4 nhà ốp. Họ ốp để cho 1-1 để 4. Máy của cái thủ Xuân Thứ đây rồi. Cũng đã lủng được vào đoạn đoạn. Yếu gỗ đi quản gỗ ngoài Thứ ơi. Tìm gỗ ngoài bạn quản. Họ muốn ốp 4 nhà nhưng chắc chắn là không ốp được Hoàng Mai Nhi. Nhưng mà không đỡ được lâu quá đâu. Chúng ta vẫn đang câu kéo đã. Khi mà game thủ chim sẻ cũng đang dồn trần lực lên bên này. Họ đang muốn đưa về thế để cho min hit cân nhau. Đang dồn dần rồi nhưng mà công an đi hơi chậm. Anh phải đen rộng ra để đi chạy từng hướng này. Nhiều Hoàng Nhi vẫn bị bay nhà từ hướng này. Không đỡ được quá lâu. Ai xem 4G mà mờ quá thì có thể xem lại gói cái cước đăng ký của mình. Tiêu đồ là bạn đã kích rồi.
bình quân đang không còn nhiều quá mà lớp to nhất map và tham mình đang hơi đi một chút. Đấy, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đi đúng hướng làm gì đó, hàng nghe. Đấy, đấy không? Đấy, cho đấy là họ không thấy dàn đâu. Mình đốt luôn điểm yếu của bạn luôn. Xong đốt nhà chính luôn anh nhá. Và cái là mình đốt nhà chính họ luôn. Cái nhà chính ngay cái chỗ này này. Thường nó sẽ nâng cấp ở nhà chính đầu tiên có dân. Bởi vì ở đây sẽ phun ruộng rồi. Máy văn lớp. Thả văn lớp to nhất map. Dâng A lên luôn không nhỉ? Có ba chém đuổi sau đi anh. Đốt bừa ở nhà chính của bạn đi anh. Đốt bừa ở nhà chính ngay gần anh. Đâu họ lấy bố xong rồi. Hồi luôn anh Mách về nhà của bạn lớp để hồi luôn. Có phần 12 giờ xuống kìa. Có ca, họ đang ca nhỏ. Ca đang ca rất bé vậy e không anh? Bé bắt luôn. Ui, quả lại được đấy, quả lại được đấy. Đã có chạy lại xem. Ồ, ca rất to kìa, phải em bắt ca kìa. Bắt ca kìa. Dí cũng đào lên núi cho anh Mac ơi. Quân kìa, đấu quân cũng đào anh Mac kìa. Ăn cũng đào trước. Rất nhiều ca của bạn. Ồ, ca thằng này không là lùi 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 dân, lùi ca kìa, lùi hót kìa. À, lùi cũng đào. Ồ, ca to rồi. Tình huống mà hít đi xong rất nhiều ca. Xuân Thứ đây cũng đã ăn được khá nhiều ca rồi bạn kìa, cung đào bắn nhanh ơi. Họ hết quân rồi, họ hết quân ở nhà A của họ rồi, không còn cung đào hết ca. Và xây 3 ca ở đây, ra cung đào ra, đừng đứng cung anh ơi. Cung đào đứng tỏa ra, đứng tỏa ra. Tỏa ra không có cầu lan, đừng để nó cầu lan nhá, đừng để nó cầu lan. Rồi cung đào giết rất nhanh và bây giờ các bạn sẽ không có quân nữa nhà. Không còn quân nữa nhà nữa, Thứ vẫn có lạc đà ở đây. Vẫn còn A đấy. Còn thoải mái A đồ bạn đang có ở dưới nhưng mà lạc đà màu 3 đang kẹp về để cứu. Bây giờ Bách sẽ hồi lại. Mang lên trước, mang lên trước. Mang lên đánh gặp đôi là chuẩn. Để mang lên trước. Đắm nhau điều kiện đi mang ơi, đắm nhau điều kiện là kích luôn này. Đồng gỗ đi bạn đây. Chưa, đang hơi thiếu gỗ một chút. Cho tí gỗ tí vàng, bơm đủ vàng, đủ gỗ nào. Đây nhìn máy đây mà anh bơm này. Rồi đủ luôn. Đóng nhà điều kiện cho mang nhỉ. Máy của game thủ Xuân Thứ. Thứ cũng lại về hồi. Về hết nhà đội hồi đi. Máy của game thủ Valor lúc đầu thì chim sẻ đã khá yếu rồi. Nhưng mà sẽ nhận được đồ bơm đến từ Pan. Tham đè rất mạnh đấy. Mình đè 6-4, 6 phá ốp nhà vừa rồi. Sẽ mang kích rồi. Ăn vàng rộng ra một chút đi anh, lên nhà 16 ăn vàng đấy kìa. Nhà Xuân Thứ cũ rất nhiều vàng. Thế cho bạn đánh ca nhiều lúc đầu thì lực không khỏe. Một bao bơm đồ. Đây quản là có 6 giờ trước. Ở mặt đó khả năng cao 16 sẽ hồi. À, 12 sẽ hồi lại. Cả chim sẻ sẽ xuống đấy để ăn rừng đấy, nó không có rừng gần nhà đâu. Phòng anh Nhi đây đang nở tham rất nhanh. Ai bơm cho Bách tí thức tí vàng lên cái map nào. Lên rồi. Cho BC từ 6 giờ lên vào lớp. Vào lớp đen BC hỗ trợ 6 giờ đấy. Mới nghe ra. Rồi được rồi. Rất nhiều đất ở trong nhà ra ruộng được cho đồng đội. Đây là máy của game thủ Xuân Thứ đang bơm đồ. Xi măng đã lên 4 xong sẽ kích đạp đôi thời điểm này, nâng cấp đủ công nghệ. Lát nữa các bạn còn ai thì họ còn một hit nữa sẽ cho một hit nữa lên 4. Hit của game thủ 98.
Bao nhiêu dân rồi? U98 bao nhiêu dân anh? Nguyên từ đầu à? Thế nó cho ai? Nó cho ai lên 4 nhở? 40 dân luôn, đến từ game thủ Pameran. Thế khả năng cao cho Pan lên 4 không? Hit à? Ờ, chắc là bơm đồ cho Hitty lên 4 luôn. Họ sẽ cho ai hit lên 4? Vẫn lớp bơm nặng một tên thịt cho bách nào để hồi nhanh. Cho Hitty mình lên để đánh hot, kiếm vàng luôn. Bách sẽ lên đánh hot thần, rất nhiều vàng. Ở gần nhà mùa 1 còn chưa ăn. Họ bắt đầu đẩy hot dần ra ngoài để ăn vàng. Ăn vàng gần nhà 1 năm trước. Họ bây giờ mới ra 4. Họ chuyển máy Valor, sẽ là Valor Time. Hiện tại anh sẽ đánh kê vàng như nào để ăn vàng. Rồi là lúc đi ăn vàng rồi. Họ đang đi quản vàng nhiều. Ở la đất đàm mình sẽ đi đạn. Màn 12 giờ có màu 2 chấm chấm thì kia lùng đốm. Bơm đi, bơm cho nó khoảng 500 bạc. Cứ tụ đông vào bình tĩnh đã. Công 7 rồi. Đạp chiếm cái bãi vàng. Đấy, đạp cái bãi vàng. Chắc chắn nó sẽ ăn vàng rồi. Ờ, à, Mac bây giờ đi ăn vàng đi anh. Tầm này đi ăn vàng rồi đấy. Và lớp thừa lực bơm lực luôn cho Mac luôn. Cho kích 4 luôn à anh. Đóng nhà ca đi là kích 4 luôn. Vàng, vàng anh ơi. Vàng nữa, vàng nữa. 600 vàng cho 1 năm. Để kích luôn 4. Đóng nhà điều kiện anh Mac ơi. Kích luôn này. Rồi kích rồi. Các bạn đã lên giáp 6. Bãi vàng ở ở đây này. Măng ơi, vàng ở nhà 1 năm cũ. Vứt mấy con đạp đến cho anh. Mặt 12 giờ nhá, mặt 12 giờ. Nhưng mà Văn Lấp đứng cung A. Lấp đứng ca hết mặt đấy rồi. Em đạp đôi cơ động vứt 5-7 con lại đấy là được. 12 giờ kìa, hai bãi vàng nó đang ăn kìa, đang bút mắt kìa. Máy của Văn Lấp đang đấu quần với 1-1. Hot vẫn chỉ là hot thường. 12 giờ. 12 giờ đang ăn vàng. Nó ăn ầm ĩ trên đấy rồi. Ai vứt cho mấy con lên đấy nào. Họ đã là hot thần rồi đấy. Máy với tủ xi măng. Bây giờ mà lấp nuôi cho Bách một phát là hot thần luôn. Đấy, xong mình sẽ ôm hết vàng. Để các bãi vàng đánh nhau liên tục ở các bãi vàng ấy. Ăn rừng ngoài hết đi. Máy của đối thủ Văn Lớp. Văn Lớp trách nhiệm của anh bây giờ sẽ nhìn cái bãi vàng để anh ăn. Chỉ cho họ nghiêng góc tầm khoảng 25% bản đồ thôi. Khoảng 25%. Chúng ta đã chiếm khoảng 75% bản đồ rồi. 6 giờ vẫn chưa giải hết cung A. Máy của Simang đang đạp để mút mắt. Đen cái BG ra để ăn vàng để đạp vào đạp anh. Đen cái BG ấy. Chúng ta chiếm hết vàng rồi. Kim sẻ còn đang sửa nhà chính để ăn vàng thế này. Vẫn đang cố một con dân sửa. Cả bản đồ đang là của chúng ta rồi. Bơm rất nhiều vàng sang cho ông nội. Văn Lớp với Tham đang là 200. Lúc nào limit 200. Hoàng Minh sẽ nhanh chóng nâng cấp lên giáp 6 để kích con thần thẳng luôn. Xem phải đen cho này đi để sắp tập trung vào một chỗ thôi. Gom quân sẽ dễ hơn. Xuân Thứ sóc dân em ơi. Kích 4 cho em. Kích rồi, Thứ đã kích xong. Nhưng mà chúng ta sẽ có 4 người đánh này 4 trận này. 2 đạt và 1 cung A 1 hot. Đội bạn thì có duy nhất một hit tiêu chim sẻ mới lên 4. Chắc là sẽ cho game thủ U98 lên ngay sau đây đánh làm đôi. Nhưng mà bản đồ đang là của chúng ta rồi. 6 giờ có bãi vàng nào không? Nhìn xem 6 giờ bãi vàng nào không để mút mắt có 6 giờ. Kìa, Văn Lớp vứt mấy cung A 6 giờ kìa, nó đang ăn kìa. Đấy, ngay 6 giờ bên dưới có bãi vàng. Đấy, cho chết hết đi. Có hot luôn, khá đồng hot. 6 giờ măng ơi, đạp luôn đạp 6 giờ kìa. Cướp hết bãi vàng của đội bạn đi, không cho ăn vàng. Chúng ta mới đi cướp. Vâng, đi sai cho Mạnh Hào rồi. Như vậy họ di sai đấy bất ngờ khi còn chưa có pha giao quân nào giữa hai bên. Chỉ cái thế này vâng, chúng ta đè dấp dúi được bạn. Đánh cho các bạn bất lực cho việc phải nhảy 4 nhưng mà không có cửa. Họ lên 4 xong rồi họ không đánh nhau và họ quýt.
Đấy là cái trạng thái cực kỳ bất lực dành cho đội bạn. Hai Seng đi đạp, một hit đánh kiểu hot công và một Kuma đánh kiểu Kuma thủ. Đội bạn không có một thế trận nào có thể bật lại được cái tham như này và cái thế trận thế này. Quân đội 4 chúng ta là mắc ổn. Nhất là khi vào lớp đã chiếm được tất cả các bãi vàng rồi. Họ ốp nhà của Hoàng Mai Nhi đầy bất ngờ và táo bạo. Tuy nhiên thì nhà chim sẻ cũng nát. Một pha vào lớp dí vắt chim sẻ nát nhà luôn. Bài đánh quá nhiều cà đến từ chim sẻ khiến cho chim sẻ bị mất nhiều lực và nhận rất nhiều đố bơm đến từ game thủ của ba Mạnh Hào thì chim sẻ mới có lực để ra hot thần. Chứ nếu không bài này chim sẻ tự lực đánh solo vào lớp là không có cửa. Sẻ ăn chỉ được có 7.000 vàng thôi. Trong khi chúng ta được bao nhiêu vàng? Nói chung là bây giờ thì đồ bạn chỉ có nguyên cái góc 3 giờ đấy coi là nhà. Một cái hốc, một cái ổ của đồ bạn để bốn người hồi vào chứ không thể nào mà ra ngoài được. Bởi chớm ra ngoài là chúng ta sẵn sàng phải cút đầu. Tỷ số bây giờ là 2-1 ở trong xê đấu thứ 2. Vâng, cảm ơn anh xóa nhân vật với tình cảm của anh rất nhiều. Đã mời đến số 12 ngõ 118 để ăn Nguyễn Khánh Toàn à. Ăn ghẹ và miến trộn, bánh đa trộn. Bàn miến trộn à. Cái gì nhưng mà sao lại Nguyễn Khánh Toàn. Nhưng bàn miến trộn là thế nào? Miến trộn là miến trộn gì hả anh? Miến trộn 45 cân à? Trộn với sò huyết đúng không anh? Hay là trộn gì? Em được cái là sở trường ẩm thực. Là cứ ai mời đi ăn là gật đầu thôi.